ẩn về võ sư truyền thụ võ nghệ cho giang hồ Hải Bánh Tuổi thơ của Hải Bánh gắn liền với những biến cố của giang hồ. thuở nhỏ thì Hải Bánh đã phải chứng kiến những sự ma mảnh, manh động và liều đỉnh của các băng nhóm giang hồ nổi tiếng khắp Hà Thành. Ký ức tuổi thơ Căn hộ Hải Bánh được sinh ra và lớn lên trên một con phố cổ ở nội đô Hà Nội, nơi có 36 phố phường, chợ Đông Xuân, Hồ Hoàng Kiếm, Thơ Mộng và Tháp Rùa nổi tiếng. Con phố nơi Hải sống thì kéo dài từ phố Phan Đình Phung, cạnh vườn hoa hàng đậu, tới phố Hàng Gà. Phố chỉ dài hơn khoảng 400 mét, nhưng nó cắt qua ba con phố nhỏ. Đoạn đầu phố từ vườn hoa hàng đậu đến cầu sắt tuy không dài, nhưng lại có nhiều nhà lớn kiểu biệt thự được xây dựng vào thời Pháp, từng thuộc sở hữu của giới nhà giàu hoặc là quan chức cao cấp. Còn đoạn cuối phố từ cầu sắt đến ngã tư hàng gà, hàng vải lại là một con phố cũ của tầng lớp bình dân, nhà cửa thì xây từ xưa, tất cả đều nhỏ và cũ kỹ. Cha mẹ của Hải Bánh thì có tới 10 người con so với các gia đình khác trong phố thời bấy giờ. Thì gia đình của Hải thuộc dạng nghèo khó. Cả gia đình mười mấy người phải sống chen chúc trong một căn gác rộng chưa đầy 30 mét vuông. Cha Hải Bánh rất khỏe mạnh và phạm vỡ. Ông đã làm qua nhiều nghề và sau này thì gắn bó hẳn với nghề gò hàng xích lô. Với Hải thì ông là một người cha hết mực yêu thương vợ con. Đến bây giờ Hải Bánh vẫn không thể quên đôi bàn tay của cha đã chăm bẩm cho anh em của Hải trong từng bữa ăn giấc ngủ. Mỗi lần mẹ Hải đau ốm thì một tay ông chăm sóc mẹ bón từng thịa cơm miếng cháo nuôi nấng anh em chúng Hải được nên người. Mỗi lần sắp đi học thì Hải Bánh đều căng giờ thật chuẩn, mắt nhìn về phía vườn hoa hàng đậu. Chỉ cần nghe thấy tiếng len keng, mắt thấy đầu xe điện vừa khuất xuất hiện. Trên con phố là Hải lại ba chân bốn cẳng đuổi theo. Có lần xe điện thì cứ đi không dừng lại đón khách, hay vẫn cứ mãi miết đuổi theo cho đến tầng trường học. Ngày nào Hải bánh cũng rèn cho mình một thói quen như vậy và thói quen này đã giúp gã lớn lên với một thân thể cường tráng, sức khỏe, dẻo dai. Điểm mặt những băng giang hồ cộm cán, Do sức khỏe có phần suy yếu lại thêm đi buôn gặp rủi ro, nên sau này mẹ của Hải quyết định mở quán bán hàng nước ngay trước hiên nhà. Gọi là quán xá nhưng chỉ có vài ba chai nước, vài gói kẹo, dăm bịch gói thuốc lào và đặc biệt là có ống chè bán cho những người dân lao động nghèo khổ. Trong đám khách quen thuộc của mẹ không chỉ có ông xe ôm, khách lỡ đường, người đi buôn, mà còn có những gã nghiện xì ke, kẻ lười lao động, đặc biệt là những kẻ đầu gấu có máu mặt ở quanh vùng. Quán nước mở từ mờ sáng cho tới tận khuya, buổi tối chính là thời điểm tụ tập qua lại của những gã giang hồ trong các băng đảng khác tiếng. Thời bây giờ thì giới xã hội đen ở đây vẫn hoạt động theo kiểu độc lập phân khu, mỗi vùng lại có những băng khác nhau các cứ. Hãy Bánh vẫn nhớ tên gọi của một số băng đảng khác tiếng lúc bấy giờ như là băng KT, các cứ khu vực Khâm Thiên, hay là băng Hoa Quả Sơn, khu vực Cửa Bắc băng cò ỉa khu vực hòe nhai băng cửa tử khu vực lò đúc và băng tam giác quỷ trong quá trình hoạt động thì các băng đảng ấy không tránh khỏi sự đấu đá thanh trường lẫn nhau và chính tại quán nước này đã diễn ra rất nhiều cuộc ẩu đả. Đôi khi thì có cả sự chém giết, mẹ hải bánh có đôi lần đã bị công an phường gọi lên để nhắc nhở và phạt hành chính vì lý do tiếp tay cho xã hội đen tụ tập quậy phá. Còn nhớ cái lần đầu tận mắt chứng kiến cảnh các băng đảng chém giết lẫn nhau thì hải đã sợ tái mặt. Tuy nhiên về sau thì cứ phải bất đắc dĩ chứng kiến mãi chuyện đó nên dần dần gã thấy bình thường và rồi thì gã cũng lì lợm và có lần thì băng của KT bằng cửa tử đụng nhau. Chúng phát hung khí rượt đuổi nhau rồi va vào một ông lão khiến cho ông ta ngã ra đường. Đầu đập xuống đất và ngất tại chỗ. Lần đó thì công an có đến hỏi mẹ Hải. Ban đầu bà định trả lời theo kiểu không nghe không biết không thấy. Nhưng vì bức xúc với những khoản phí bảo kê vô lý của bọn côn đồ nên cuối cùng thì bà đã khai ra chúng. Ai già chuyện này đến tay bọn xã hội đen. Thế là chúng kéo bè đạn đến phá tanh bành tan quán nước của bà sau bữa đó thì băng xã hội đen cắt cứ ở cái khu vực nhà hải bánh đòi tăng gấp đôi tiền bảo kê với quán của mẹ hải nếu không thì chúng sẽ cho gia đình biết tay mẹ của hải bánh dọa báo công an gã cầm đầu có cái sẹo cười sằng sặc nói báo công an thì mày chỉ gánh thêm phiền phức mà thôi quá uất ức mẹ hải bánh cầm đòn gánh phan vào mặt hắn nhưng bị hắn để ngã dúi dụi gia nhập giang hồ lên năm 9 tuổi, 10 tuổi. Do ham thích thể thao nên là Hải xin cha mẹ cho vào học ngành thể dục dụng cụ, trường năng khiếu thể dục thể thao Hà Nội. Vì yêu thích môn này nên là Hải Bánh cố gắng si năng luyện tập cho thật tốt. Thầy giáo nói Hải là sự hòa quyện của các yếu tố mạnh, nhanh, bền, dẻo nên có thể tiến xa trong thể dục dụng cụ. Một môn thể thao rất kén người chơi và đòi hỏi sự đào tạo kỳ công nhất, lâu nhất và tốn kém nhất. Sau mỗi buổi luyện tập thì hãy trở về nhà ngồi xem cha hàng khung xích lô. Cha Hải là người rất nghiêm khắc. Anh em chúng Hải chỉ cần phạm một loại nhỏ là ông vác gậy ra dạy ngay. Tuy nhiên thì cách giáo dục yêu cho roi cho vọt ấy không khiến gã sợ hãi mà càng luyện cho bản lĩnh chịu đựng và tính bướng bỉnh của Hải thêm dày dặn. Mẹ sợ hãi bánh sẽ cãi lại cha như những lần bị ép đi học văn hóa. Tuy vậy thì bà không thể ngờ được một thằng ngang bướng như Hải lại học nghề của cha một cách vui vẻ như vậy. Gã nhớ rõ là cả khu phố đã rất ngạc nhiên khi họ thấy Hải ngoan ngoãn ngồi gò khung xe một cách chăm chỉ. Bên cạnh việc học thể dục dụng cụ và học nghề gò hàng khung xe, lớn lên chút nữa thì Hải còn tranh thủ những khoảng thời gian trống trong ngày để đi học võ. Hải bánh kể rằng vì võ sư dạy võ cho mình là một người thầy cực kỳ bí ẩn, thầy dạy võ rất quý gã. Ông đã dốc gan ruột ra truyền dạy cho Hải Tận Tình về các lối luyện công, các đường quyền cước lợi hại, thầy muốn Hải đạt tới cái tinh trong võ nghệ. Nhưng Hải Bánh không ngộ ra mặt tích cực của võ đạo. Vì thế cuối cùng thì thầy bảo rằng nếu gã không thay đổi thì người học võ như gã sẽ bị rơi vào cuồng vọng mà gây tai họa cho người khác. Cho đến nay, người thầy dạy võ cho giang hồ Hải Bánh vẫn là ẩn số chưa có lời giải. Mỗi lần quán nước nhà Hải bị các băng đảng quậy phá, gà thấy mẹ có ánh mắt rất buồn. Càng thương mẹ bao nhiêu, Hải Bánh càng căm thù bọn xã hội đen bấy nhiêu. Có thù không trả thì không phải là quân tử. Nhưng Hải phải làm gì để trừng trị bọn cung đồ này? Nghĩ đi nghĩ lại, Hải thấy để làm được việc đó thì không có cách nào khác. Hải Bánh phải trở thành đại ca, phải mạnh hơn những kẻ mạnh thì mới xử được chúng. Và con đường giang hồ của Hải Bánh bắt đầu từ đây. thế giới ngầm kênh thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm chùm xã hội đen mafia hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào